mà năm 1976 đấy, khi mà Mao Trạch Đông chết đi thì cái người kế nhiệm của ông tên là Đặng Tiểu Bình. Và Đặng Tiểu Bình nó đưa ra một cái chính sách kinh tế mà sau này chúng ta thấy nó rất là hay, đó là binh pháp của Tôn Tử đấy. Trung Quốc trong một thời gian rất dài họ đưa ra cái chính sách gọi là ẩn mình chờ thời. Họ đi khắp nơi trên thế giới này này, Trung Quốc á, họ đi khắp nơi trên thế giới này là họ nói với người ta là đất nước chúng tôi còn rất là lạc hậu, và họ bắt đầu kêu gọi ẩn mình chờ thời. Trung Quốc khổ lắm, Trung Quốc nghèo lắm, và họ mặc lên cái đó là cái chính sách của cái ông gọi là Đặng Tiểu Bình. Chúng ta nhớ là năm 1978 đấy, khi mà năm 1976 đấy, khi mà Mao Trạch Đông chết đi thì cái người kế nhiệm của ông tên là Đặng Tiểu Bình. Và Đặng Tiểu Bình nó đưa ra một cái chính sách kinh tế mà sau này chúng ta thấy nó rất là hay, đó là binh pháp của Tôn Tử đấy. Ông Đặng Tiểu Bình ông ấy đã dùng cái binh pháp của Tôn Tử để mà xây dựng lên một cái nước Trung Hoa vĩ đại như ngày hôm nay đấy, chứ không phải là một trò chơi đâu. Ông ấy đưa ra cái chính sách gọi là ẩn mình chờ thời, cái đó là cái chính sách ngụy trang về kinh tế. Ông ấy đưa hàng hóa của Trung Quốc đi khắp thế giới mọi nơi, đi đâu ông cũng nói là Trung Quốc nghèo lắm, Trung Quốc khổ lắm, và ông bắt đầu tranh thủ làm điều đó. Thì cái chính ẩn mình chờ thời đấy nó biến Trung Quốc trở thành siêu cường đến ngày hôm nay. Thì cái chính sách đó nó rất là hay, nó làm cho Mỹ mở toang thị trường. Mỹ cứ bảo thằng này nghèo mà, Mỹ nói ôi thằng này nghèo có gì đâu, là đây là khinh địch. Trung Quốc đã làm cho cả thế giới là khinh địch, khinh địch, và họ cứ lặng lẽ họ phát triển, lặng lẽ phát triển, lặng lẽ phát triển. Và khi bây giờ họ tuyên bố luôn có rất nhiều lĩnh vực, bây giờ Trung Quốc còn đứng đầu thế giới, số 1 thế giới luôn rồi. Thì bây giờ cái chính sách ẩn mình chờ thời của Trung Quốc nó không còn, bây giờ nó chuyển sang cái vai trò thứ hai, nó gọi là giấc mộng Trung Hoa. Bây giờ thì không còn ẩn mình chờ thời nữa, bây giờ Trung Quốc nói thẳng là riêng về, tôi nói về quân sự tôi chỉ nói tàu ngầm, bây giờ Mỹ không còn là một siêu cường, số lượng tàu ngầm của Trung Quốc bây giờ vượt Mỹ rồi. Đấy, bạn đọc các cái chỉ số về quân sự đấy, riêng về bây giờ không đánh mà tự thua, người Trung Quốc họ thầm lặng họ phát triển, họ đóng một lúc năm, hiện nay bây giờ trên cả kế hoạch ấy, Mỹ có 11 cái tàu gọi là sân bay trên khắp thế giới, Trung Quốc họ bắt đầu đóng đến con tàu thứ 5 rồi. Những cái câu chuyện là cái Trung Quốc là đang lên, Mỹ duy trì 11 cái tàu sân bay, còn Mỹ, Trung Quốc hiện nay họ đóng về quân sự, họ đóng lên tàu thứ 5 rồi, và số lượng tàu ngầm của Trung Quốc bây giờ nó gần như gấp đôi Mỹ rồi. Đấy là tôi chỉ nói cho các bạn biết, bây giờ nó không còn ẩn mình chờ thời nữa, mà nó là giấc mộng Trung Hoa. Đó là một cái chiến lược đấy. Rồi bây giờ các bạn học của Trung Quốc đấy, các bạn biết Trung Quốc còn dùng binh pháp vào trong kinh tế đấy, chứ không phải trò chơi được. Nếu chúng ta không hiểu về người Trung Quốc là chúng ta chết.